Đây là một bộ môn khá mới mẻ. Ở Việt Nam bộ môn này ít người chơi lắm. Tôi chưa được nghe qua bộ môn này. Tôi nghe nhắc đến anh Việt Cứng. Quá trình tập luyện cực kỳ là khó khăn. Đây là một môn thể thao nguy hiểm. Thật sự thì để biểu diễn cùng với chiếc xe thì rất là khó. Cho tiền, cũng không dám thử nữa. Tôi rất hy vọng một màn trình diễn của anh ấy.